Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích lợi gì? Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, đối với chúng ta là những người Kitô hữu đã được giáo dục lâu dài kỹ lưỡng về cuộc đời, về cuộc thương khó và sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta nghe bài tin mừng này thì thấy rất quen thuộc. Nhưng đối với người tín hữu Do Thái thì Đức Giêsu nói những lời này là những điều quá xa lạ và thậm chí là quá khủng khiếp. Cho nên có lẽ chính các môn đệ cũng khó lòng để có thể hiểu, hiệp thông và tham dự với Chúa Giêsu trong hành trình tiến lên Jerusalem để chịu thương khó, để chịu nhục mạ, kết án, tố cáo vô cớ và chịu chết oan khiên. Nhưng Chúa Giêsu đã mở ra con đường lên Jerusalem với bao đau thương khổ lụy và cái chết nghiệt ngã, để mở ra cho chúng ta một tâm tình mới, một thời đại mới trong niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Những người tin vào Thiên Chúa thì phải đi trên con đường thập giá của Chúa Giêsu. Đó là con đường hướng tới sự yêu thương và phục vụ. Đó là con đường không ngừng dùng thập giá, có nghĩa là những đau khổ của bổn phận, hy sinh vì trách nhiệm, vì ơn gọi của người Kitô hữu, để rồi chúng ta không ngừng được thanh luyện, được trở nên con người mới, được giải thoát khỏi những thói hư tật xấu, nhất là sự kiêu ngạo ích kỷ và không trung thành với Thiên Chúa, để con người mới của chúng ta sẽ là con người mang tên của Chúa Kitô, nghĩa là Kitô hữu. Đó là con người luôn biết hy sinh bản thân của mình để sống yêu thương, giúp đỡ, đem lại bình an cho người khác, và hơn hết dẫn đưa người khác, dẫn đưa anh chị em của mình cùng với mình đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, đến với ơn cứu độ mà Chúa Cha đã muốn trao ban cho chúng ta cách nhưng không, qua hành trình khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.